1 2 3 nào, dừng lên nào. 1 2 3 nào 2. Đánh một tay. Ờ.오빠가 운전해. 왜 또 언니 나이? 민건 언니 봐요. 민건 뒤에 있어. 운전해요? 응. 만나건 tân lang và tân gia nhân hai em đứng dậy. Xin kính mời chú rể Quang Kỳ và cô dâu Bích Thủy hai em đứng dậy. Tá Bích Thủy ơi, Trung Phúc Cường cũng như được sự đồng ý của chính quyền địa phương xã Lâm Trường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cũng như được sự tác thành của gia đình. Xin cảm ơn trung tâm điều hành trường hợp Trung Phúc đã tạo lên cho chú rể và cô dâu một khung trời thật là thơ mộng, thật hạnh phúc trong tiệc cưới của hai bạn ngày hôm nay. Thưa quý vị, để tỏ lòng cảm tạ sự có mặt của tất cả quý khách có mặt về tham dự trong tiệc cưới ngày hôm nay của anh là làm việc gần nhau, đây là hiểu tình tên nhau và tìm hiểu một thời gian lâu dài để mới sắp tới gia đình bên đồng ngoài ở nội chúng tôi rất cảm ơn sự chân thành đóng góp trao cho nhau vào ngón tay giáp út của mình, nơi mà mạch máu của hai bạn trẻ gần tim nhất. Chúng ta hãy cầu chúc cho các bạn trẻ trăm năm tình thiên mắng và suốt đời nghĩa phụ thề. Và bây giờ là cô dâu Bích Thủy trao cuộc đời của mình cho chú rể Quang Kỳ. Họ đã và đang nở một nụ cười rất tươi như những bông hoa gắn chặt ở trên.
mời. Ok, anh chúc các em sang năm 3, 2, 1 lên hình. Rất thành công, rất giỏi luôn. Xin cảm ơn, xin cảm ơn cha mẹ, xin cảm ơn cha mẹ. Oh,
cảm ơn chàng trai và mời bạn sang đây chụp ảnh luôn cho lên Facebook luôn. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật rộn rã cho hai bạn đoàn viên này nhá, bạn của cô dâu đấy ạ.